Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ tại Đài tưởng niệm Thanh niên Xung phong tỉnh. Hơn 30 cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ và thanh niên xung phong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau buổi dâng hương, các cựu thanh niên xung phong tỉnh cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong, kỷ niệm cùng các đồng đội tại đơn vị.